Hello, xin chào tất cả bà con nè. Test luôn con Daiichi nha. Daiichi. Con này tướng to nha, có thông số trước nha. Này chấm tâm 1m. Có băng với 6.4. Và dao. Dao 400 và hầu 902, hầu 902 là đường ngang băng lớn luôn, 430 băng này rất lớn luôn, băng rất đẹp luôn, 8 phân băng tuyệt vời luôn. Đường không sắp nhau, dùng sai tuyệt đẹp, làm rất là đẹp. Này dài 2m7. Bây giờ ra được 1m1 luôn này. Mét mà ra mét mốt luôn. Một cặp thì 300, 4 cao lập. Này thử điện luôn nha, cái này thì lỗ 5 mấy nè, 55. Ren tự động không sắp nhông. Cái này rất là chất lượng nha. Nhấn nút này nó vô điện. Em nghe tiếng luôn. Thắng. Đồ số vòng trên này nha. Nút dưới là nút thắng nha. Để thắng ra. Quay qua bên này cái dễ. Này rút ra mới quay nha. Rút ra mới quay được nha. Máy chạy không nghe tiếng luôn. Này là thắng nha. Điện đài còn nghiêm chỉnh luôn. Tất cả là bằng thắng, đó là thắng. Đi xài xong là ngã thắng lại. Bên này nhanh chậm. Tập 506. Hai bên qua hai bên. Này giờ đâu cần nó ra cái này đâu, thả này xuống là nó thắng rồi. Thả đi thắng rồi, để nó ra cái nhà để mà số. Thả ra để mà số để mình quay với cháu á. Rất là êm luôn. Thank you.
rồi vô răng bông luôn, để tóc này vô răng bông được, răng chắc đây. Để mình nhớt xịt cho đây. Chết là tốc độ hết. Nhớt vô. Quá êm. Mình phải đâm mấy cái nhìn được. Cho mình điện này. Đâm bằng dưới. Bước tiếng nhanh chậm. Bên trên. Ấn chỉ còn ở sổ rất là rõ luôn. Chúng con này là không có gì chê nha. Điện chỉ bàn là giá đó nha. Rồi răng. Chắc cái lông nữa rồi. Quá hoàn hảo. Giữa mấy dập răng rồi. Rồi tắt đảo chiều ra. Đảo chiều nằm ở đâu? Chạy thuận nha. Quá hoàn hảo luôn nha. Không nghe tiếng luôn. Băng rất là đẹp luôn. Nguyên si 630, 604, 1000. Rồi, chừng đen không biết nhau. Rồi, em có nhu cầu con này thì gửi về alo nha. Con này hàng biết nha. Nên em cân nhắc nha. Có thắng sẽ test tiếp con Akisawa nha, tầm 900, con này cũng êm ái luôn nha.